Quý vị thân mến, nhu cầu làm đẹp tăng cao, người tiêu dùng cũng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm làm đẹp. Nắm bắt được điều này, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đã ra đời, trong đó phải kể đến các dòng mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn, lành tính với mong muốn mang đến giá trị bền vững cho người sử dụng. Xuất phát từ mong muốn mang đến cho phụ nữ Việt dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả, an toàn, lành tính, thương hiệu mỹ phẩm Biyen đã ra đời và vừa được chính thức giới thiệu ra thị trường vào ngày 13 tháng 11 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù ra đời vào thời điểm còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng Biyen kỳ vọng với tâm huyết của những người sáng lập thì dòng mỹ phẩm chăm sóc da được chiết xuất từ yến xào, hướng đến sự tối giản này sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Chúng tôi Biyen, một thương hiệu mới trong thị trường làm đẹp, và chúng tôi hiểu rất là rõ sự cạnh tranh ở trong thị trường làm đẹp này. Chiến lược của chúng tôi là muốn tập trung hết sức mình vào trong chất lượng của sản phẩm, bởi vì chúng tôi hiểu rất là rõ phụ nữ Việt Nam mình thì luôn có đức tính hy sinh, và công việc dành cho gia đình và các cái công việc ở trên cơ quan thì vô cùng là bận rộn. Do vậy rằng là thương hiệu Biyen chúng tôi mong muốn mang đến một cái quy trình chăm sóc da tối giản với một mức chi phí hợp lý nhất, để mà tất cả phụ nữ cho dù là bận hay là không bận thì chúng ta đều có điều kiện và khả năng để làm đẹp và lưu giữ nét thanh xuân của mình ạ. Với sự đầu tư chỉnh chu và nghiêm túc, Biyen mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một cách nhìn khác về thương hiệu mỹ phẩm Việt, giá thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.